Ngày 30 tháng 8, tổ tuần tra của Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Quang Huy, 18 tuổi, trú trên địa bàn, là thủ phạm vừa gây ra một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Cụ thể, vào thời điểm trên, Công an phường Xuân Hà nhận được trình báo của một người dân về việc bị mất trộm xe máy biển kiểm soát 77AE03610 trong lúc cùng bạn đi dạo tại khu vực công viên đường Nguyễn Tất Thành. Tổ công tác khẩn trương truy xét, sau hơn một tiếng đồng hồ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện Huy và chiếc xe máy dựng trước một tiệm Internet. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận do thấy xe máy của người dân không khóa cổ, dựng ở nơi vắng người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm cắp, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.